Mình là Phúc Thế Kỷ đây. Thì hồi tối hôm qua mới livestream phiên bản 2.8 nha các bạn. Thì ngày hôm nay là mình sẽ tóm tắt là cho các bạn cái phiên bản 2.8 này ha. Ba cái code Genshin Impact hồi tối đó các bạn thì mình đã đăng lên cái kênh của mình rồi ha. Anh em nào nhập sớm thì còn được, bây giờ chứ mấy bạn nhập hết được rồi ha. Phiên bản 2.8 lần này chúng ta sẽ xuất hiện một con nhân vật mới, đó là Shikanoin Hesu. Vật này thì nguyên tố phong, sử dụng pháp khí nhưng mà lại dùng quyền cước nha các bạn. Thì nhân vật này sẽ xuất hiện nửa đầu cùng với Kaiyuha với lại Kili. Còn Yomiya là sẽ xuất hiện nửa sau nha các bạn. Và mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn dồn nguyên thạch vào Kaiyuha hoặc là Kili giống như mình ha. Còn ngày cập nhật phiên bản 2.8 mình như là sau ngày 11 á các bạn. Hình như là ngày 13 các bạn ơi. Tin vui cho những bạn nào mà yêu thích Diluc thì phiên bản 2.8 này Diluc sẽ ra một trang phục mới. Với cái giá khi mà được giảm giá rồi sẽ còn 1980 đá sáng thế nha các bạn. Đá sáng thế chứ không phải là nguyên thạch luôn nha các bạn ơi. Đây nó sẽ trông như thế này nha các bạn. Trời ơi, nhìn đẹp phết luôn các bạn. Mình đang suy nghĩ là mình sẽ nạp tiền mình mua các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Bạn nào xem video đến đây á thì bạn cho mình xin một lượt like với, và đặc biệt là bạn đăng ký kênh cho mình. Mình hay có làm giveaway tặng thẻ tháng cũng như là ra những cái video hướng dẫn nhiệm vụ cho các bạn á. Bạn đăng ký kênh mình lại ha. Phiên bản 2.8 này cũng ra một trang phục mới của Fisuit nha các bạn. Trang phục Fisuit rất là đẹp, mắt đỏ. Hình như là chơi sự kiện được nhận free các bạn. Thấy trang phục này nó rất là mang hơi hướng của Halloween các bạn. Vở banner 2.8 lần này chúng ta sẽ chào đón Đảo Tàu Vàng trở lại với một diện mạo mới. Và mình nghĩ là sẽ đẹp hơn Đảo Tàu Vàng cũ nha các bạn. Khi mà nhìn thấy cái đoạn giới thiệu này các bạn, mình thấy rất là đẹp luôn. Nó là một nơi lý tưởng đi chụp hình. Ngoài ra ở banner 2.8 lần này chúng ta sẽ có những cái bí cảnh mới. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình ha. Đây là những cái bí cảnh mới nè các bạn. Và đương nhiên là lại có cơ quan các kiểu của Đà Điểu rồi các bạn. Rồi lại để game chơi người rồi các bạn ơi. Đến với sự kiện này thì mình thấy rất là giống như sự kiện lúc trước đó các bạn. Ở đảo Táo Vàng là các bạn lái thuyền rồi bắt đầu đi đụng rồi nhặt thu nhập xu. Thì mấy cái này các bạn cũng khá là quen thuộc rồi. Thì nói chung đại loại là khi nào mà tới nhiệm vụ thì các bạn sẽ biết ha. Và kèm theo đó là những cái thử thách, những cái này thì không ở cái phiên bản nào cũng có các bạn ơi. Hầu như là mình thấy phiên bản nào cũng có những cái thử thách này hết. Sau đó là sẽ có cái event mà nhặt con ốc. Thì cái event này thì rất là giống cái event con ốc lúc cũ các bạn. Nhưng mà cái con ốc ngày xưa mình nhặt á là chỉ có phát ra âm thanh thôi. Còn con ốc này là nó hiện ảo ảnh luôn anh em. Event này chắc là event thử thách đi nhặt xu nữa nè các bạn ơi. Cái này thì nó quá quen thuộc với các bạn ơi. Nhặt xu xong rồi khiêu chiến với lại quái các bạn. Những cái event lần này có một cái event mà được nhận free cheat miễn phí nha các bạn. Và nhắc đến đảo Táo Vàng thì chúng ta không thể thiếu những cái event mà có lái những chiếc thuyền qua những cái vòng tròn này nè. Thì nó quá quen thuộc rồi các bạn. Đó, khi mà vô vòng tròn sẽ được tăng tốc nha các bạn. Cũng về đến đích thôi. Nhưng mà đợt này mình thấy cảm giác nó mùa hè các bạn. Nó làm theo kiểu mùa hè luôn các bạn. Nhưng mà mình thắc mắc tại sao nó không có làm ra trang phục bể bơi các bạn. Nhìn cho nó tươi xíu giống như là Senhua bể bơi mặc bikini, rồi Yamiko bikini, rồi Hung Tao bikini, rồi Vivi bikini, rồi bỏ đi. Một cái sự kiện này thì mình nghĩ là các bạn sẽ phải dùng cái đầu óc lắm nè. Cái này giúp cái bánh răng chạy cho nó ok là được. Cái này thì mình sẽ ra video mình hướng dẫn cho các bạn ha. Ở trong video của mình có thiếu sót cái gì hay là có sai thông tin gì thì các bạn bổ sung ở dưới phần comment cho mình nha. Và đừng quên là cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Rồi mình sẽ tóm tắt rồi mình sẽ làm những cái video hay và những cái giveaway cho anh em chơi ha. Còn giờ thì cảm ơn tất cả các bạn.